Ok, vừa dặn. Để coi cái này làm gì đây. Ok, còn tiếp theo là gì đây? Nhận được cái rìu hả? Mà xài có 7 ngày anh em ơi. Nope. Ok. Tôi lỡ vô rồi, để tôi mời ông nha. Vì mời đi mà nấu. Mới có đồng một vậy. Tại người ta. Ủa gì vậy? Ai vô vậy? Cái cảnh đâu ác cái chú. Chơi tháo. Đánh chơi Big World, gắn cái cánh vô nào, chặt gãy cánh nha chú. Nope. Đồ level 7 nhưng mà bạc 2 vậy chú. có hàng vàng hay là gì kìa. Rồi, ok, go, nhanh gọn lẹ, rớp rãng. Go. Ra mít luôn, cái nhẹ, lụm ngọc luôn, cái nhẹ. Tôi bị rồi. Này 7 6 5 4 3 2 1 cái là tôi gì liền anh em ơi. Màu đỏ nè. Ủa, lọt rồi. Máu liều nhiều máu não không mày? Ôi màu vàng hai thằng nè em ơi. Ôi. Không sao anh cân được, anh cân được. Ai da. Hai mũi vậy nên da anh được nhảy hai lần á. Biết rồi. Vô form, cân hai luôn. Ok, con dê. Lấy đồ. Trời ơi, tôi tức lấy đồ anh. Mọi người. Đây nè em ơi. Wow. Lụm luôn hết rồi em ơi. Thêm phần này nữa. Chạy đâu vậy? Nice sir, em ơi. Lụm kìa em ơi. Quay nó qua một nhà mình kìa. Để coi nó qua kiểu gì ta. Nó lọt rồi. Cái gì đây? Nó lọt rồi. Ôi giống nghe tiếng nó lên lại vậy. Coi lại không? Đợi tôi. Qua nhà nó luôn đi. Đây, có hình niên đỏ nè. Có hai hàng vàng đây nè. Nó lùi bước về sau. Ai cho tao nhìn mày vậy mày? Giờ sao? Chỗ gì vừa bây giờ ai đặt lắm? Bye bye. Qua màu đỏ luôn em ơi, qua màu đỏ luôn. Qua đỏ rồi. Có lắm gì vậy đây coi. Nhanh coi, chị bắt chậm quá. Chị bắt nãy giờ nó cứ chọi chị hoài. Trời ơi, chị dâm chén thiệt chứ, chị dâm. Như nào? Hello guy. Vũ khí này giống vũ khí kim cương người ta. Thằng màu đỏ đâu rồi? Đi đâu rồi? Thấy, Blue nè. Blue á, còn mỗi giường Blue à. Rồi tụi mình chơi quá mạnh mấy bạn à. Ới luôn mấy tài ơi. Đánh tôi kìa. Nó đánh tôi lụm nó luôn. Nani. Ấy da. Ơi em ơi màu xanh coi. Em lỡ tay em tăng cái độ em lên. Không, tăng cái độ lên. Yeah, xong rồi. Mà xong hết luôn rồi hả? Dễ vậy. Cái nước này khó lên vậy. Đồ con này nó bị dướng rồi. Tội nghiệp không? Bơi cho mày ơi em. Bơi nè. À màu đỏ cuối đâu rồi anh em ơi? Nó đâu vậy? Nó đi đâu rồi? Nó qua nhà nào rồi? Ừ nó đi đâu rồi? Nó đâu vậy? Ủa? Nó ở đây sao giết nó trời? Nó đâu? Ở trong nhà nó mà phía sau á. Thì đi ra bằng cách nào? Đây đi theo tôi qua phải đúng rồi đó. Có chừng nghe chừng đánh mà lọt xuống đó. Thôi tự nhảy chết luôn. Không cho tôi đập kìa. Yeah tôi lên được vàng rồi. Em chưa được lên á. Thôi kìa. Ông ơi cô kìa 14.9 cao nhất cô. Quán khác hay là về sảnh? Quán khác đúng không? Không, về sảnh. Cái đậu xanh mày nói. Ai đậu xanh? Sao lúc này lúc kia vậy mày? Quên. Chưa kịp chứ. Rồi xong giờ ao sao? Còn mấy vị da. Vô luôn rồi. Ủa? Đây. Vô anh em ơi. Hết lắc rồi nè. Nãy lắc quá trời lắc luôn. Cái này. Cái này. Cái cho má bữa nay chị lắc không đã được. Thằng nào chọt vô mắt mình hoài. Đó, vô má. Con nội nào vậy? Sơn làm hero. Đây. Quả kim cương luôn em ơi. 2 cục kim cương. Lụm kèo. Thơm ngon mà bạn ăn nha. Ê màu đỏ nè em. Màu đỏ đây muốn qua nhà mình nè. Hay sao này? Chị ơi vậy? Ôi. Có đứa nó nào qua nhà mình đó đặt không được nó về. Nào vậy? Nào láo vậy nhờ? Rớt thì còn. Ủa mình màu gì? Có cái rượu mà hai chị mua rượu hả chị? Không có rìu. Mua bom gì đây? Tôi có rìu nè. Mọi người đang đâu vậy? Nhà màu đỏ. Ừ, đang bánh nào. Đánh nhau nhà đỏ. Bom đi em ơi. Sao vậy?
Ôi trời ơi, Jimmy không bấm nút lên, Jimmy đứng yên cho nó đánh. Em hay bà nó luôn anh em ơi. Đây đây, tôi mới được. Ai 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 đánh anh vậy, đánh anh vậy. Cứu 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 mày. Chào anh. Chào nó nè em. Đi 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 vô coi. Lúc mày rồi nha, mày giỡn mặt tao. Mày giỡn mặt tao mày. Thôi Jimmy mua tiền đi, hàng gì tôi bị mất máu nhiều quá Jimmy. Eo định lụm nữa mày. Cái gì vậy? Này hút máu đó, hút máu đó anh em ơi, hút máu đó, hút máu đó, hút máu đó, hút máu đó. Mày ấy. Rồi, nó té chết rồi. Rồi, mày bắt rồi xong. Bây giờ chỉ còn một hàng màu vàng thôi là xong rồi. Dạ, đằng nào chơi tôi vậy? Bay lại kìa. Nó có dù. Cho nó ừ, trời nó ừ. Trời, không dính cái nào luôn kìa. Thấy hai chị nó bắn mà không dính cái nào hết. Dính nè. Ồ chết rồi. Chết luôn. Game quá là dễ anh em, game quá là dễ. Quay về sẵn đâu mọi người. Quay về sẵn, quay về sẵn. Thầy đâu bị bóng to rồi. Có bị bóng full không? Sao không? Ủa sao tôi hết thấy cái dòng màu xanh rồi. Nãy tôi chém thấy màu xanh mà. Hôm nay nhiều thứ quá, hôm nay nhiều thứ quá. Bảo hộ ba luôn. Xác nhận luôn. Quay tôi được cái kiếm rồi nè. Đây rồi, tôi có kiếm kim cương xịn rồi anh em ơi. Ủa nhưng mà sạc gắn vô ở đâu ta? Quay em bấm nào nha mọi người. Kiếm đúng không? Kim cương. À, trang bị. Cá nhân thú cân. Đây rồi, thú cân. Ủa tôi đang xài con này. Đúng rồi. Kiểu như mình phải tự vô mình chỉnh lại hay sao ta. Nên kiếm giá này mới VIP rồi chứ. Ủa đâu? Ôi cái kiếm kim cương của tôi bây giờ nó đổi thành cái cây dù rồi anh em. Vô luôn, vô luôn. Cho tao bấm luôn. À. Ồ, mang nào đây. Ủa, cái tiếng gì vậy? Quá rồi vậy. Ok, ok, đây anh em ơi. Rồi. Chị mua vàng rồi, chị ở dưới đây. Chị mua sắt rồi, chị mua thêm bơm lửa cũng được mà. Đi luôn rồi, hai chị ơi, đi luôn hai chị ơi. Rồi, okay, mua kiếm mới cái. Rớp rãng luôn em ơi. Ủa, hàng màu đỏ kia nó bên đây nè. Một hàng, ủa, nó chết luôn rồi. Ủa, còn hai hàng màu đỏ, à nó đây nè, đây nè. Trời, thơm ngon chưa, thơm ngon chưa. Mua thêm cái rìu đi em ơi, rồi qua em ơi. Cú Hai Chi ơi, Hai Chi, anh đánh ta anh đau Hai Chi ơi, anh đơm nó luôn rồi Hai Chi ơi. Gì chú. Đập vô đây Hai Chi. Lụm nó luôn. Em chết. Em lại chết. Nó đánh quá. Em chưa kịp đánh nó nữa, vừa đập tao. Đây, anh đang cưng hết luôn rồi, anh cưng hết luôn rồi em ơi. Ôi sao tụi này cứ hít đi lên cao làm cái gì vậy trời. Này nó rảnh dữ vậy, có bị gì vậy. Hồi này quá trời luôn. Trời, này nó rảnh ghê ta. Ôi, vàng qua nữa. Màu vàng đánh gì? Ghê mấy kiểu gì vậy trời. Mày vậy bụi. Đó, mày lắp nổi không? Mày lắp vừa nổi không? Ai chỉ qua trời vô. Vừa nó đi. Nó cưỡi rồng vỡ bắn tôi đi chơi, tôi tối bến luôn. Mày giật rồng không? Mày rồng nó luôn. Dạ, mất máu tao chết rồi. Tao không chết được, tao không thể chết được trong game này. Chém rồi. Rớt rồng rồi. Thấy bà mày con. Thấy bà mày rồi. Rồi. Cơ hội phần thưởng giá trị. Cái rương ngọc hả? Nhưng mà cái rương ngọc này ngọc dởm. Ui mà có hút máu qua nhiều xíu nữa thì đánh nó vô. Nó bị vô phơm luôn. Mở rương vô phù văn xong rồi trong cái dựng những phù văn. Lụm tiền. Có cái gì không? À đồ mảnh nữa chứ. Chán thiệt chứ. Hết luôn rồi. Thôi, livestream ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Chúc các bạn một buổi tối ăn lành. Và hẹn gặp lại bạn những livestream tiếp theo. Bye bye.